Vào một buổi chiều mùa đông, tôi tìm thấy Athena đang nằm kiệt sức bên ven một con đường cao tốc. Cơ thể cô ấy gầy gò ốm yếu, gần như không còn một chút sức lực nào. Không biết cô ấy đã phải chịu đựng cuộc sống này từ khi nào, chỉ có Chúa mới biết. Nhưng cô ấy vẫn sống sót dù có thế nào đi nữa. Cô ấy là một chiến binh, đó là một cô gái còn khá trẻ hạ. Toàn thân cô ấy bốc ra một mùi hôi rất khó chịu và bị bao vây bởi những con côn trùng, ruồi, muỗi. Athena đang cố gắng bước đi với thân hình chỉ còn da bọc xương. Cô ấy đói điên cuồng, hốc hác kinh khủng, đầy vết thương, răng cửa bị mòn. Tôi thậm chí còn sợ hãi khi tưởng tượng những gì cô ấy đã ăn trong suốt thời gian qua. Hãy nhìn vào đôi mắt bất hạnh của cô ấy, bao nhiêu đau khổ. Tôi cố gắng tiếp cận Athena và để cô ấy có một lòng tin tuyệt đối vào con người. Tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây, nếu không cô ấy có thể lìa xa cuộc đời này bất kỳ lúc nào. Athena được đưa tạm về một cơ sở nuôi dưỡng vì vào ban đêm các cơ sở y tế đã đóng cửa. Cô ấy sẽ được ăn một bữa ăn thật ngon để bù lại những chuỗi ngày đói khát. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất cho cuộc đời của cô ấy. Đêm nay, cô ấy chắc chắn sẽ có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Không thể tưởng tượng được những vết thương trên cơ thể mà cô ấy đang chịu đựng. Tất cả đã bị ấu trùng xâm nhập, rất khủng khiếp. Những gì tôi nhìn thấy và những gì cô ấy đang phải chịu đựng khiến nước mắt tôi tuôn rơi. Sáng sớm, tôi lập tức đưa Athena đến một bệnh viện. Cô ấy rất cần được chăm sóc y tế. Cô cư xử tuyệt đối bình tĩnh, như thể cô ấy hiểu sự giúp đỡ đã đến với cô ấy và bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ tại bệnh viện, việc đầu tiên là cần làm sạch vết thương của cô ấy. Các bác sĩ đang xử lý mọi thứ và sẽ làm các xét nghiệm. Athena chịu đựng tất cả các thao tác một cách kiên định, nằm yên lặng, chịu đựng mọi thứ. Họ không làm bất kỳ hoạt động nhỏ giọt nào. Điều đó rất nguy hiểm cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Bệnh pyroplasmosis đang là mối lo ngại. Các dự báo là cực kỳ thận trọng. Bộ lông đã được cạo sạch sẽ để dễ dàng cho việc xử lý vết thương. Ngay lập tức, vết thương được làm sạch và khử trùng. Athena đã cảm thấy dễ chịu hơn. Siêu âm để kiểm tra đánh giá các bộ phận bên trong cơ thể của cô ấy cũng đang được thực hiện rất cẩn thận. Bây giờ cô gái của chúng ta đã an toàn. Đây là điều quan trọng nhất. Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ này.
cô ấy đã vượt qua tất cả và hôm nay cô ấy sẽ được trở về một cuộc sống mới. Athena đã sống sót, đó là một kỳ tích. Bất chấp bao nhiêu đau khổ đã ập đến với cô ấy có một ý chí sống rất lớn. Tất cả chúng ta hãy giúp cô ấy trở thành một con chó khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi luôn mang theo một thông điệp, hãy bảo vệ và đối xử với động vật một cách tử tế nhất.